Xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với Tám Bóng Đá TV. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn soi kèo trận đấu giữa Mai 05 và RB Leipzig. Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ vòng đầu thứ 9 của Bundesliga vào lúc 20:30 hôm nay ngày thứ Bảy mùng 8 tháng 10 trên sân vận động Mewa Arena của Mai 05. Trong những lần gặp nhau gần đây, Leipzig luôn là được đội đánh giá cao hơn và đương nhiên cũng có thành tích đối đầu nhỉnh hơn. Cụ thể là trong 5 lần đụng độ gần đây nhất, Bò Đỏ đã có được 3 chiến thắng cùng với đó là 2 lần thất bại trước đối thủ. Mai 05 gần đây đang có phong độ tương đối bất ổn tính trên mọi mặt trận. Cụ thể, trong 5 trận gần đây nhất, đội bóng này đã thua tới 3, chỉ giành được 1 chiến thắng và 1 trận hòa. Trong số các trận thua này, có trận thua 2-1 trước Freiburg ở vòng đấu trước tại Bundesliga. Tính đến thời điểm hiện tại, với thành tích 3 thắng, 2 hòa và 3 thua cùng 11 điểm có được, Mai 05 hiện đang tại vị ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Bundesliga với 8 bàn và 12 bàn thua sau 8 trận đấu. Phong độ của hàng công và hàng thủ của Mai có thể được coi là tạm ổn nếu so sánh với những đội bóng top giữa khác. Theo kèo châu Á, Mai 05 đã thua tới 4 trên 5 kèo gần nhất và trong 5 trận đấu này có tới 3 trận nổ tài và 2 trận nổ xỉu. Leipzig sau chuỗi phong độ phập phù hồi đầu mùa đang có dấu hiệu hồi sinh ở những trận đấu gần đây. Cụ thể là trong 5 trận gần nhất, Bò Đỏ đã thắng 3 và thua 2. Trận đấu gần nhất trong chuỗi 5 trận này kết thúc với thắng lợi 3-1 trước Celtic tại UEFA Champions League mới đây. Trong khi đó ở Bundesliga, Leipzig cũng vừa mới có thắng lợi tưng bừng 4-0 trên sân nhà trước Bochum. Sau có được 3 trận thắng, 2 trận hòa và 3 trận thua, Leipzig giờ đây đang chật vật ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng giải quốc nội. 13 bàn thắng ghi được là một con số không quá ngạc nhiên của Leipzig, tuy nhiên 12 bàn thua với họ thực sự là một con số đáng lo ngại. Theo nhà cái châu Á, Leipzig đã thắng 3 trong 5 kèo gần nhất và cả 5 kèo này đều nổ tài. Mức tài xỉu nhà cái đưa ra là 2,75 với phong độ ghi bàn từ khá đến tốt của cả hai đội và việc phòng thủ của hai bên cũng không thật sự chắc chắn. Một cuộc rượt đuổi tỷ số cũng như cơn mưa bàn thắng hoàn toàn có thể xảy ra tại Mewa, do đó kèo tài một lựa chọn hợp lý. Mức chấp nhà cái đưa ra là Leipzig chấp 0,5. Với lực lượng nhân sự mạnh và đồng đều hơn, Leipzig xứng đáng là cái tên để chúng ta đặt chọn niềm tin. Dự đoán Mai 05 sẽ thất thủ 1-4 trước Leipzig. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tám Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.